Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đạ Tẻ. Chương trình hôm nay có các nội dung sau đây. Huyện Đạ Tẻ phát động kế hoạch 90 ngày đêm giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Ngày đoàn viên tham gia chuyển đổi số năm 2023 tại huyện Đạ Tẻ. Liên đoàn Lao động huyện Đạ Tẻ bàn giao công trình ghế đá tại quảng trường của huyện. Khai mạc lớp dạy cồng chiêng tại xã Quốc Oai. Ban chỉ đạo 855 huyện Đạ Tẻ tổ chức đợt công tác dân vận tại xã Mỹ Đức. Gặp mặt cán bộ đoàn và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Đạ Tẻ. Hội nghị do đồng chí Tống Giang Nam, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì. Nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân về giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực liên quan đến đất đai, đặc biệt để khắc phục những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc trong công tác giải quyết thủ tục hành chính đã nêu trên. Ngày 27 tháng 2 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻ ban hành kế hoạch số 90 phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện, với mục đích tăng cường trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho nhân dân trên địa bàn huyện. Thông qua phong trào thi đua, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham mưu giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tống Giang Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện mong muốn và khẳng định, với quyết tâm trong 90 ngày đêm, Ủy ban nhân dân huyện sẽ triển khai thực hiện giải quyết triệt để những tồn tại vướng mắc trong lĩnh vực đất đai nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện. Ủy ban nhân dân huyện đã đưa ra những nội dung chỉ tiêu thi đua cụ thể để các ngành liên quan phấn đấu thực hiện. Các trường hợp người dân hiến đất, thu hồi đất để xây dựng các công trình công cộng trên địa bàn huyện đều được cơ quan nhà nước rà soát, giải quyết thủ tục, điều chỉnh biến động đất đai trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Phấn đấu các hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai còn tồn đọng, trễ hạn, chưa được giải quyết thuộc thẩm quyền theo kết quả rà soát đều được giải quyết triệt để. Các hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai được giải quyết đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật, đúng thời hạn quy định. Giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến đất đai. Nâng cao đạo đức công vụ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người dân lập bổ sung hoàn thiện hồ sơ, tránh gây khó khăn, đem lại sự hài lòng cho nhân dân. Không còn tình trạng người dân phản ánh về thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức. Để kế hoạch phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Đạ Tẻ đạt những yêu cầu đề ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức phát động phong trào thi đua một cách nghiêm túc, thiết thực. Chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động tích cực có trách nhiệm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên trao đổi để cùng thống nhất, tháo gỡ và giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc trong những năm qua. Việc thực hiện thắng lợi, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong phong trào thi đua 90 ngày đêm giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Đạ Tẻ là cơ sở để đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 3 năm 2023, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Ban Thường vụ huyện đoàn phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện tổ chức Ngày đoàn viên tham gia chuyển đổi số năm 2023. Tham dự chương trình có đồng chí Phan Đức Thái, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các tổ chức đoàn thể huyện Đạ Tẻ, cùng hơn 1.000 đoàn viên thanh niên thuộc các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc trong toàn huyện. Nhằm phát huy hơn nữa vị trí vai trò của đoàn viên thanh niên là lực lượng tích cực, tiên phong trong chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, phát huy sự sáng tạo của tuổi trẻ với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Tại chương trình,
huyện đoàn đã ra mắt 12 đội hình thanh niên tình nguyện xung kích chuyển đổi số với 146 thành viên tham gia. Đội tình nguyện có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, thanh niên bảo vệ môi trường, tuyên truyền chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp đó, đội hình thanh niên tình nguyện xung kích cùng các đoàn viên thanh niên đã ra quân tuyên truyền, hỗ trợ các điểm kinh doanh dịch vụ buôn bán, tạo mã QR, thanh toán điện tử, không tiền mặt, thông qua hình thức chuyển khoản, quét thẻ, thanh toán không cần tiền mặt, hỗ trợ người dân đăng ký SIM chính chủ, sử dụng các ứng dụng trực tuyến, ứng dụng đã tẻ trực tuyến, kết nối giữa người dân với chính quyền, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các ứng dụng thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt, ứng dụng bảo hiểm xã hội. Sau buổi phát động tại huyện, các cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức ra quân tuyên truyền về chuyển đổi số, hỗ trợ người dân đăng ký SIM chính chủ, sử dụng các ứng dụng trực tuyến, đã tẻ trực tuyến, kết nối giữa người dân với chính quyền, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các ứng dụng thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt, ứng dụng bảo hiểm xã hội. Thông qua các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia các hoạt động vì cộng đồng, từng bước hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, sáng ngày 21 tháng 3 năm 2023, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức bàn giao công trình ghế đá tại quảng trường huyện Đạ Tẻ. Về bàn giao công trình, có đồng chí Trương Quang Lang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khối Mặt trận Đoàn thể huyện, các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện. Công trình bao gồm 20 ghế đá, tổng giá trị là hơn 25 triệu đồng do đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đóng góp. Công trình được đặt tại quảng trường huyện nhằm góp phần cải tạo cảnh quan, nâng cao chất lượng văn minh đô thị, tạo hình ảnh thân thiện với người dân tại khu vực thị trấn nói riêng cũng như các xã trên địa bàn huyện nói chung. Những chiếc ghế đá tạo không gian nghỉ ngơi, thư giãn cho người dân cũng như tô điểm cho không gian vui chơi cho các bạn nhỏ và đặc biệt có chỗ nghỉ ngơi cho các cụ già khi đến nơi đây. Được biết, trước đó, Liên đoàn Lao động huyện đã tặng công trình đường điện thắp sáng đường quê tại tổ dân phố 6B thị trấn Đạ Tẻ với số tiền là 50 triệu đồng. Đây là một trong những công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, tại hội trường thôn Đại Nha, xã Quốc Oai, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻ tổ chức khai mạc lớp truyền dạy công chiêng cho đồng bào dân tộc thiểu số gốc địa phương Mạ Cờ Ho, xã Quốc Oai. Tham gia lớp học có 30 học viên là con em đồng bào dân tộc gốc địa phương có độ tuổi từ 15 đến 30, hiện sinh sống tại xã Quốc Oai. Lớp học diễn ra trong thời gian 20 ngày. Trong suốt quá trình học tập, các học viên sẽ được 4 nghệ nhân có kinh nghiệm am hiểu về công chiêng và diễn tấu công chiêng truyền dạy. Các học viên sẽ được tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa của đánh công chiêng trong đời sống của đồng bào dân tộc, cách sử dụng công chiêng, kỹ năng đánh và biểu diễn công chiêng và múa xoang cơ bản của đồng bào Châu Mạ Cờ Ho. Lớp truyền dạy công chiêng là hoạt động thiết thực nhằm trao truyền lại những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng về công chiêng cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa công chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số gốc địa phương, góp phần tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống của địa phương cũng như của tỉnh, thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Sáng ngày 19 tháng 3 năm 2023, Ban chỉ đạo 855 của huyện đã tổ chức đợt công tác dân vận với chủ đề Ngày Chủ nhật cùng nhân dân, nhằm huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia đợt công tác dân vận về giúp nhân dân tại các địa bàn thôn Yên Hòa và thôn Hòa Bình, xã Mỹ Đức. Theo kế hoạch, gần 100 công chức, viên chức, người lao động phối hợp cùng cán bộ khối đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của xã Mỹ Đức cùng đông đảo bà con nhân dân hai thôn Yên Hòa và Hòa Bình tổ chức phát quang cây dại, thu gom rác thải,
khơi thông dòng chảy trên các tuyến đường TDN8 và DN8 với chiều dài hơn 2.000 mét. Với tinh thần lao động nhiệt tình, trách nhiệm của từng thành viên đến các tổ nhóm tham gia đợt công tác dân vận, nên chỉ trong buổi sáng, toàn bộ cây khô, cỏ dại được phát quang, thu gom và đốt cháy. Cây và cỏ dại mọc chắn dòng chảy, toàn tuyến kênh mương đã được phát quang, thu gom nhằm khơi thông dòng chảy. Trên toàn tuyến đường dọc kênh mương, nơi lưu thông chủ yếu của bà con trong thôn đã được thông thoáng, đi lại thuận lợi. Tuyến kênh mương đã được khơi thông giúp dòng chảy được thông suốt, nhằm cung cấp nước tưới cho bà con sản xuất cũng như thoát nước kịp thời khi mùa mưa đến. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, từ năm 2023, Ban Chỉ đạo 855 của huyện đã thay đổi biện pháp triển khai công tác dân vận, đó là thời gian tổ chức các đợt công tác dân vận vào ngày Chủ nhật tuần thứ 3 hàng tháng, thay vì tuần đầu tiên như trước đây, không huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia mỗi đợt dân vận như trước đây, mà phân công nhóm các cơ quan đơn vị tham gia từng đợt công tác dân vận với số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cụ thể. Đặc biệt, yêu cầu địa bàn diễn ra đợt công tác dân vận, huy động cán bộ và nhân dân tương ứng để cùng tham gia triển khai đạt hiệu quả các phần việc của đợt công tác dân vận theo đúng kế hoạch. Với cách phân công và biện pháp triển khai này, đợt công tác dân vận ngày 19 tháng 3 năm 2023 tại hai thôn Yên Hòa và Hòa Bình của xã Mỹ Đức đã huy động khá đông đủ, từ cán bộ lãnh đạo đến công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị được phân công tham gia đợt công tác dân vận. Trong đó, có các cơ quan đơn vị đã huy động được nhiều cán bộ, công chức, viên chức tham gia như Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Hướng nghiệp và Dạy nghề, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện. Bên cạnh đó, lực lượng cán bộ của xã, bà con nhân dân, địa bàn diễn ra đợt công tác dân vận đã tham gia đông đảo với ý thức trách nhiệm cao. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, thông qua sự linh hoạt, triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo 855, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan đơn vị của huyện, tinh thần phối hợp của địa phương và đông đảo người dân tại địa bàn, công tác dân vận ngày Chủ nhật cùng nhân dân trên địa bàn huyện Đạ Tẻ tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt nâng cao được ý thức trách nhiệm trong việc hỗ trợ sản xuất, sinh hoạt, trong tôn tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường của đông đảo nhân dân từ cơ sở. Huyện đoàn Đạ Tẻ đã tổ chức gặp mặt cán bộ đoàn và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023. Tham dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Việt, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đinh Viết Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua 92 năm rèn luyện và trưởng thành, 36 năm hình thành và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đạ Tẻ. Theo đó, 92 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những trang sử vẻ vang và phát huy cao độ truyền thống quý báu của dân tộc. Các thế hệ thanh niên Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn là lực lượng tin cậy, quan trọng cùng với toàn Đảng, toàn quân và nhân dân xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Cùng với quá trình xây dựng, phát triển của huyện Đạ Tẻ, gần 40 năm qua, tổ chức đoàn và thanh niên huyện nhà ngày càng trưởng thành vững mạnh. Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng bộ huyện, tuổi trẻ huyện Đạ Tẻ đã triển khai hiệu quả 3 phong trào tình nguyện, 3 chương trình đồng hành với thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế của huyện nhà. Ban Thường vụ huyện đoàn đã bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, gắn mọi hoạt động đoàn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh giáo dục thế hệ trẻ, động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò tiên phong trên mọi mặt trận, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương và xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong địa bàn dân cư, quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, luôn đồng hành sát cánh cùng thanh thiếu nhi. Dịp này, huyện đoàn Đạ Tẻ đã tuyên dương 30 thanh niên đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023.